Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở ấp Long Hòa B, huyện Châu Thành. Ấp Long Hòa B, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây thì người ta có gửi một miếng đất, diện tích là khoảng 5 công, là 5.000 mét vuông á. Em đi quay cho anh chị xem nha. Thì ở tập trước á, em cũng có giới thiệu với anh chị một miếng đất trên con đường này nè. Rồi bây giờ thì gần đó thì người ta cũng bán là cái miếng này nè anh chị. Thì chủ đất á, người ta nói là người ta bán là 500 triệu 1.000 mét vuông. Bán hết đất luôn, diện tích là khoảng 5.000 mét vuông á. Nếu mà 500 triệu một công mà bán 5 công thì giá là 2 tỷ rưỡi anh chị. Người ta đã rào hàng rào xong hết rồi. Rào hàng rào cột rồi lưới B40 nè. Thì cái chiều ngang á là bề ngang là khoảng 40 m, chiều dài thì khoảng trăm mấy á. Từ ở đây nè anh chị, dài xuống tới mấy cái cây ở dưới này luôn, tới cái cây cao cao này luôn nha anh chị. Ở đây là đất lúa. Cái ở dưới thì giống như là hồi người ta bơm cát lên á, người ta sang mặt bằng rồi nó tự mọc lên. Hình như là mấy cây đó là cây tràm hay là cây tràm, cây càm gì đó em cũng không biết nữa. Nói chung là cái cây gì á. Đất mình á thì là hướng đông. Con đường này á thì đường này hiện tại là đường đất. Ở ngoài cái đầu đường á, đầu đường thì cách ở đây chắc khoảng chừng 400 m hoặc là 500 m á. Ở ngoài đầu đường người ta có cắm cái tấm bảng để mở đường. Thì cái đường này, cái dự án người ta mở là đường 2,5 m nha anh chị. Thì em nghĩ là cái đường này nó sẽ hoàn thành chắc trong năm nay hoặc là chừng một năm nữa thôi là nó làm xong á. Đất mình được có mặt tiền đường đan, sau này ô tô vô tới. Rồi nó có mặt tiền sông nữa nè anh chị. Ở đây á, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 12 cây số. Cách bến xe miền Tây á khoảng 60 cây số. Thì em cũng coi trên cái bản đồ á, em thấy là nó cách cái đường mà cao tốc mà đang mở á, nếu mà mình đi đường vòng thì là khoảng 1 cây số á. Cách khu công nghiệp Long Giang là khoảng 10 cây số. Anh chị nào mình thích mua đất để dành hoặc là sau này định về vườn ở á thì mình có thể tham khảo cái miếng này. Anh chị nào quan tâm miếng này thì mình về xem. Vậy cái có gì cái anh chị gặp chủ đất có mình thương lượng thêm. Để coi ở bên này thì người ta bán là 500 triệu một công. Còn cách cái con sông bên này nè anh chị, thì ở cái tập trước em có quay cho anh chị á, là người ta bán là 300 triệu 1.000 mét vuông. Hai miếng kế bên nhau luôn. Miếng diện tích khoảng 4 công, miếng diện tích khoảng 5 công. Anh chị về xem ấy, mình xem lượt luôn cũng được. Ở đây thì nhà người ta ở thì cũng có nhà, nhà nó cũng thưa thưa. Đây. Thì anh chị nào quan tâm miếng này thì alo cho em nha. Em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký kênh của em để theo dõi những cái video tiếp theo. Em xin cảm ơn anh chị nhiều ạ.